kiệt sức vì chi phí sinh hoạt tăng cao và dòng thác quảng cáo không ngừng, một số thanh thiếu niên Mỹ trên mạng xã hội đang phản kháng lại. Một xu hướng mới đang lan rộng theo hướng thúc đẩy việc tái sử dụng, lối sống tiết kiệm hơn và ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Xu hướng này tập trung vào lối sống bền vững và sử dụng những gì đang có. Từ lâu, mạng xã hội chỉ dành chỗ cho những ngôi nhà hoàn hảo như tranh vẽ, tủ quần áo xa hoa và vô số sản phẩm làm đẹp nhiều người trẻ tuổi đã phát triển hành vi bắt buộc phải chi tiêu đến đồng tiền cuối cùng cho một món đồ thời trang. Đây là một chứng nghiện gắn liền với áp lực và diễn đạt chúng ta là ai thông qua tài sản. Nhưng một xu hướng mới đang lan rộng theo hướng ngược lại, thúc đẩy việc tái sử dụng, lối sống tiết kiệm hơn và ưu tiên chất lượng hơn số lượng không phải là không bao giờ có thể mua bất cứ thứ gì nữa mà là việc định vị lại những gì có giá trị với mình. Vì vậy tôi khuyến khích mọi người kiểm tra tủ quần áo của mình, luôn có một đống đồ cần sửa chữa, điều chỉnh đấy. Điều đó giống như mua sắm trong chính tủ quần áo của mình vậy. Thay vì mua thứ gì đó mới, hãy tái đầu tư vào bản thân và tái đầu tư vào một món đồ đã có. Hơn một nửa số người trưởng thành thuộc thế hệ Z, tức là từ 18 đến 27 tuổi được thăm dò trong cuộc khảo sát năm nay của ngân hàng Bank of America cho biết chi phí sinh hoạt cao là rào cản hàng đầu đối với thành công về mặt tài chính của họ. Đồng thời nói thêm rằng nhiều người không kiếm đủ tiền để sống cuộc sống mà họ mong muốn. Vì vậy, xu hướng tiêu dùng dưới mức trên mạng xã hội là một cách để thế hệ Z tận dụng tối đa số tiền của mình, đồng thời thân thiện với môi trường. Cốt lõi tiêu dùng dưới mức là phản ứng tự nhiên mà các thế hệ đang phải đối mặt với giai đoạn bất ổn và không chắc chắn về kinh tế cũng như bất ổn và không chắc chắn về địa chính trị nên đôi khi việc mua sắm không còn hấp dẫn nữa. Trong khi các thế hệ trẻ muốn đưa ra những lựa chọn bền vững thì việc thiếu tự chủ về tài chính mới thúc đẩy các quyết định tiết kiệm tiền của họ. Lạm phát kéo dài đã buộc nhiều người phải đi đến kết luận rằng họ không thể theo kịp thói quen chi tiêu của những người hay khoe trên mạng xã hội. Vâng nói về những hình ảnh những thói quen mua sắm trên mạng xã hội thì những gì mà người ta khoe trên mạng ấy chưa chắc đã là sự thật. Vậy nên chúng tôi nghĩ rằng là việc để những thói quen mua sắm lãng phí chưa chắc đã phải sự thật ấy ảnh hưởng đến cuộc sống thật của chúng ta, rõ ràng là một điều rất phi lý rồi. Vâng, khoảng cách giữa mạng xã hội là ảo và cuộc sống thực tế luôn luôn tồn tại những cái danh giới và việc xác định được rõ cái danh giới đó là điều rất là quan trọng và giới trẻ Mỹ đang làm được điều đó. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng ngành công nghiệp sản xuất của Mỹ cũng đang có những sự dịch chuyển khi mà thay vì đồ ăn nhanh, thời trang nhanh thì chúng ta chuyển sang những sản phẩm bền vững để đánh trúng được vào mục tiêu khách hàng trong tương lai này. sẽ được tiếp tục với các tin tức khác đáng chú ý cũng tại Mỹ. Thưa quý vị, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã phê duyệt loại thuốc xịt mũi đầu tiên có khả năng điều trị các phản ứng dị ứng của cơ thể thay vì phương pháp tiêm truyền thống, sản phẩm mới được gọi là Netfi cung cấp epinephrine, loại thuốc được sử dụng trong bút tiêm khẩn cấp chống dị ứng EpiPen nhưng giờ đây là thông qua đường xịt lên mũi, FDA cho biết loại thuốc xịt này có hiệu quả trong việc ngăn chặn các phản ứng dị ứng nguy hiểm của cơ thể như dị ứng với thực phẩm. Ngoài ra, loại thuốc xịt mũi còn có thể khắc phục nhược điểm của thuốc tiêm đó là khả năng gây đau chân dữ dội và chuột rút kéo dài nhiều ngày. Loại thuốc mới trên dự kiến sẽ ra mắt vào giữa tháng 11 và ban đầu sẽ chỉ được dùng cho người lớn và trẻ nhỏ trên 30 kg.